Cô chào các em. Sau đây, cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 3, trang 64, sách giáo khoa sinh học 9. Đề bài như sau. Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến gen phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra. Như các em thấy, đây là một câu hỏi mang tính thực tế. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nghiên cứu thật kỹ bài 21, đột biến gen. Cùng với đó, tìm hiểu thêm những thông tin, những ví dụ về đột biến gen phát sinh trong tự nhiên. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào lời giải chi tiết. Cô giới thiệu đến các em một số đột biến do con người tạo ra, ví dụ như đột biến ở mai vàng hay đột biến ở sầu riêng. Con người tạo ra cánh mai có 150 cánh, giúp cho bông hoa trở nên đẹp và rực rỡ hơn. Hay đột biến ở sầu riêng làm cho cơm vàng, hạt lép tăng năng suất và tăng giá trị cho sản phẩm. Một số đột biến phát sinh trong tự nhiên, ví dụ như bò có 6 chân, hay đột biến cà rốt có hình dạng giống người. Đột biến khác đó là người có 6 ngón tay. Như vậy, cô cùng với các em đã trả lời xong câu hỏi số 3, trang 64, sách giáo khoa sinh học 9. Hẹn gặp lại các em ở những video sau.